Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cho Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, chúng tôi hôm nay xin được phép và tổ chức một hội thảo chuyên đề là rối loạn tiền đình thiểu năng tuần hoàn não và một số chứng thiếu máu não gây cho vấn và những cái đau đầu cho chúng ta. Thì diễn giả ngày hôm nay chính là thầy Dương Quang Châu, giám đốc của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Sau đây thì tôi xin được phép xin kính mời thầy sẽ có bài giới thiệu về chương trình cũng như là một số kiến thức muốn chia sẻ cùng chúng ta. Trước khi bắt đầu, tôi xin có một số cái yêu cầu đề nghị nhỏ như sau. Ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được danh sách của rất nhiều người đăng ký để được xin mời chúng ta di chuyển nhanh chóng tới cái bàn, cái dãy bàn này ạ. Những ai mà đã đăng ký trong danh sách, lát ở đây thì tôi sẽ đọc danh sách những người đã bắt đầu tính từ dãy này ở giữa và xuống dần dưới. Còn những người mà không có trong danh sách bệnh của mình có thể lùi lại phía sau một chút để nhường chỗ, dạ, nhường chỗ cho những người đã. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.